Xin kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Nhà đẹp Tân Á. Các bạn thân mến, hôm nay Nhà đẹp Tân Á sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thịnh có địa chỉ tại Cẩm Giang, Hải Dương. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh. Căn nhà của anh được chúng tôi bố trí là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại. Tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ mái Nhật, giúp cho công trình thêm năng động, trẻ trung và tươi mới hơn. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh được chúng tôi bố trí gồm có 5 bậc cấp sử dụng đá kim sa đen cổ trắng, giúp ngôi nhà luôn được sạch sẽ, thông thoáng, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Hai cột ở tiền sảnh chúng tôi bố trí là hai cột vuông to khỏe khoắn, sơn màu trắng, điểm xuyết ở giữa là đường trì âm nhằm tạo điểm nhấn cho toàn bộ sảnh chính. Cửa chính chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim nam phi khung pano kính, giúp hình đẹp theo thời gian cũng như là không bị công vênh mối mọt, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và có giá thành thì khá là hợp lý. Các bạn đang nhìn thấy thì hai cột ở khu vực tiền sảnh thì chúng tôi bố trí ốp giả đá rất là bắt mắt. Nhìn từ góc độ nào thì công trình của gia đình anh cũng rất là khang trang và bắt mắt, thì hệ thống cửa chính tầng 2 cũng như là cửa sổ chúng tôi bố trí là cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp điều hòa không khí, nền đẹp theo thời gian, giảm chi phí trong quá trình xây dựng cũng như là có tuổi thọ tương đối cao. Ở tầng 2 thì chúng tôi cũng bố trí hệ lam giúp che nắng, che mưa và giúp gia đình anh có thể trồng những giỏ cây lên đây tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà. Nhìn từ góc độ bên phải sang, căn nhà của gia đình anh được chúng tôi bố trí chất móng là ốp gạch thẻ tối màu, giúp bền đẹp theo thời gian, sạch sẽ, thông thoáng và không bị rêu mốc. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà của anh tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi, có khoảng không gian sinh hoạt cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi bố trí rất nhiều bồn hoa và chậu cảnh, giúp gia đình có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh, trong lành và mát mẻ hơn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của Nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà cấp 4, nhà biệt thự để các bạn có thể có sự lựa chọn thoải mái cho ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thực tế một ngôi nhà, thi công và thiết kế để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, thông báo cũng như là theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhadeptana.vn. Chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều mẫu nhà từ miền Trung ra tới miền Bắc và tới vào tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại truy cập vào website nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng định vị khu đất của gia đình anh Thịnh có địa chỉ tại Cẩm Giang, Hải Dương đã được Nhà đẹp Tân Á chúng tôi phát thảo lên. Tiếp đến là mặt bằng phong thủy đã được Nhà đẹp Tân Á chúng tôi phát thảo. Được biết, anh Thịnh sinh năm 1991. Hướng tốt để xây nhà là hướng Bắc, Đông, Đông Nam và hướng Nam. Xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Thịnh các bạn nhé. Căn nhà của anh Thịnh tọa lạc trên diện tích đất là 8.0 x 12.0 m². Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi bố trí phòng khách với diện tích là 35.5 m², rất là rộng lớn. Ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là tivi, giúp gia đình anh Thịnh có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích là 17 m². Chúng tôi bố trí các vật dụng trong bếp rất là hợp lý và tinh tế. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí thêm một cửa phụ ở đây để giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt và tránh được mùi thức ăn. Ở tầng 1 chúng tôi bố trí một phòng ngủ với diện tích là 16 m² và một nhà vệ sinh chung với diện tích là 5.7 m². Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí có các công năng như sau: một phòng thờ với diện tích là 11.2 m², ban thờ hợp với phong thủy của gia đình anh Thịnh cũng như kết hợp với cờ lua, giúp cho bàn phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí một phòng đọc sách với diện tích là 6.5 m², giúp cho các thành viên trong gia đình có thể đọc sách cùng với thưởng trà và giúp không khí gia đình vui được đầm ấm và hạnh phúc. Tầng 2 thì chúng tôi bố trí gồm có hệ thống 2 phòng ngủ, có diện tích lần lượt là 14.9 và 16 m². Ngoài ra ở cuối nhà thì chúng tôi cũng bố trí thêm một nhà vệ sinh chung với diện tích là 5.7 m². Xung quanh ngôi nhà chúng tôi bố trí rất nhiều cửa sổ giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng và giúp không gian sống của gia đình anh Thịnh thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà Nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Thịnh có địa chỉ tại Cẩm Giang, Hải Dương. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi hotline của chúng tôi đang chạy trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.